Hello, xin chào mọi người nha. Hiện tại mình đang có mặt ở cổng chợ Tân Xã, A Thiết, Hạ Bằng, quên mất. Đeo cái khẩu trang vào. Lật chạy áo cháu. Mình đang mua đồ ăn vặt. Có cả trứng á, cho cả trứng cút vào. Đang ơi, xách bánh đi con. Tổng là bao tiền nhỉ? Một cái là 60, cái hai xúc xích là 80 thôi. Thank you.